Ôi giời ơi, mọi người đã thấy đau đầu chưa? Hôm trước mình vừa thấy ai khen bánh bao suốt ngày cười, không bao giờ khóc ấy nhở. Đấy đấy, mỗi lần khóc là đinh tai nhức óc luôn nhá. Bố đi tắm mà có yên đâu, cứ làm như chúng ta không gặp ấy. Rồi rồi, tình thương mến thương ghê không? Rồi, hãng phim bánh bao xin chào. Tiếp tục cái bộ phim dài tập Người thứ ba. Không hiểu cái kiểu gì, đẻ đứa con gái quấn mố thật sự luôn. Ô, là thế nào hôm nay hai bố con mặc đồ nhìn như súp lơ với cả rốt ấy nhở? Có thích ăn gì? Kể ra thì cũng hay, con gái nó mê bố, tay si cũng đòi làm cùng bố, chính ra là mình lại nhàn. Ôi giời, nhìn bà Bao ăn rau siêu không kìa, trộm vía trộm vía. Cái khúc này hay này, đang yên đang lành để trêu bố, sao thì bố nói to lại một tiếng thì. Đấy, ai bảo yêu nhau cho lắm vào. Rồi giờ thì khóc lóc, khóc xong rồi thì lại ăn tiếp nhờ. Bánh bao từ trước đến giờ là thích ăn rau củ quả lắm. Chắc là ở đây cũng có nhiều mẹ đau đầu với con kén ăn rau đúng không? Để con bánh bao nhả vía cho các bạn nhỏ thích ăn rau nhá. Nhà vía thì chưa chắc linh nghiệm đâu, nhưng mà có cách này này, bạn nhỏ nào cũng mê luôn. Uống rau với nước rau củ quả Nuvi nhá. Đấy, đi học cái là tự giác hẳn luôn, đến giờ là bê ghế gọn gàng. À, cái này là sản phẩm từ Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển đấy. Mỗi cái hộp này là đáp ứng luôn 75% nhu cầu chất xơ một ngày của con đấy. Mà nói nôm na dễ hiểu ấy, mỗi cái hộp nước rau củ quả Nuvi này chứa cái hàm lượng chất xơ là bằng luôn 180g cải bó xôi, còn cái lượng vitamin ấy là bằng 1,3kg củ cà rốt đấy. Rồi rồi, ra soạn đồ thôi, mai còn đi Hà Giang nào. Trên đó chắc là lạnh rồi, mang thêm mấy bộ áo ấm để mặc. Tụi mình cũng đã mua quần áo ấm để tặng cho các bé nhỏ trên đấy. Ôi giời, bộ chân công này hay này. Bánh bao ra đây mẹ xem nào. 1, 2, 3. Nhìn mình cười khóc chứ lại. Nhà mình đi Hà Giang 5 hôm, mang theo luôn mấy cái hộp nước rau củ quả này cho ba uống. Uống thấy ngon phết, các mẹ thử tham khảo nhá. Tiếp tục có chuyên mục chọn đồ là tiết mục chọn dép. Rồi, ba đôi ba màu luôn.